là tao ốm quá trời thấy không? À, đó. Cậu ơi. Sao? Cậu. Bây giờ có dắt đi chơi không? Con lại cậu. Đừng làm khổ người ta nữa cậu ơi. Làm khổ ai? Làm khổ tất cả má già má tánh khổ. Tôi à, ta không có làm khổ ai hết à. Bây giờ tao hỏi là có dắt ta đi chơi hay là không? Không có dắt. Ba. Một dắt không? Ba năm khách mới nắm vốn kìa. Cái đầu ông bị ra nhà hàng là không được, cái nó giả xuống hoài kìa. Dắt ta đi ra ruộng chơi đi, ta năn nỉ người mình anh á. Bây giờ có dắt ta đi không? Con không năn nỉ cậu mà cậu ở nhà đi. Cậu muốn ăn cái gì con lo, cậu muốn cái gì con chiều hết trơn á. Nana, cậu xin cậu thương tình yêu ta buồn. Trời ơi, tự nhiên cho nhạc buồn. Làm ơn cứu giùm dắt ta ra mỗi nơi buồn buồn. Làm sao con sửa bây giờ mở cái gần cổ nổi. Bây giờ không qua nhà chú Thái của Chương nữa. Qua nhà của bà rồi. Đi qua nhà bạn Vinh đi. Thôi bạn Vinh thôi, bạn Vinh được đâu. Dắt ta qua nhà bạn Vinh, ta bẻ đầu ông địa nha. Trời ơi, bạn thôi. Tôi đang nghĩ cậu ở nhà chưa? Đã nói là ta không ở nhà. Trời ơi, nhưng mà không nhà thì tôi đánh cậu à. Nhà ngươi đánh ta. Không, mà phép à. Được quá ta. Hôm nay ở trong củi không có bánh lộn với ai hết trơn á. Bữa nay bánh lộn với thằng heo sữa này nè. À được á. Nana, hãy ra tài cho biết thấp cao. Con nói là con mất thì đang gần đèn thì sáng. Con ở chung với cậu con học được 2-3 miếng rồi. Hay lắm Nana. Con không thua cậu đâu. Con sẽ trả thù cho chủ trương cô. Chủ thái của Trương. Vô. Yeah.
con gì vậy, con gì? Sao quái thai hả? Có cái mặt cái bà đó con gì? Thôi, này là con cá, con cá đuối. Con cá đuối mèo mà con... Lít, nghe tao nói đây. Con cá đuối bệnh, cứ đổ mũi lo lộn. Con cá gì kêu vậy, tao hỏi hai nhà như nè. Làm gì mà tới đây, thấy giọng nước đâu như vậy? Giọng nước gì nước, biển người ta đã tắm hết rồi. Ê, con đợi con mực. Biển hả? Con mực giống mực cao su vậy đó. Đây ra. Xem ra. Hai người là ai mà sao làm đền đài Long Cung nghi ngờ? Đền đài Long Cung nghi ngờ. Phải kiếm chuyện. Cái tấm ở biển mà nó nghi ngờ. Anh đây nó khùng rồi. Thấy nó ăn mặc là cũng biết nó khùng phải không? Ờ đó. Đó có ai mà tự nhiên ban ngày ban mặt từ dưới biển mà trồi lên mà mặc đồ chớp thấy ớn không? Ờ. Thằng này trời cũng tắm nó e là trời cũng bánh. Nói cậu. Thank you.
con nhìn kỹ không? Cái lý đó là em của con á. Thế hả? Có cặp mắt đó là mắt đúng. Cặp mắt con với nó còn một thay giống nhau. Nhưng mà nó đẹp hơn con. Mắt con là hết chữa rồi. Vậy vậy ba nói một lần nữa ha. Ta cho nhà ngươi một cơ hội. Đi rồi. Về chốn Long Cung. Còn nếu không ha, ngươi mà lạc vàng ha, ta rõ cho một cái là ngao sò cũng bể đầu. Tức tôi tâm càng ngạo mạn kinh ngạc. Quả là thằng ca cha ta theo ta mà về lâu mãi nam mình. Ta đã nói một lời quả quyết, ngươi vẫn muốn cùng ta chống đối phải không? Phải. Được. Sao thế tử ra cha chẳng biết tiếng chưa? Chửi nơi đây ta sẽ cho biết qua tài thái tử. Bình tâm tiếng ca. Dạ. Về Long Cung thôi. Về mấy đứa này về làm mẫu ha. Đây là gân của nó đó. Ôi trời ơi. Ta rút con nó đem về để
rồi. Bây giờ dạ. Anh rồi, đi về ăn cơm á. Lấy trời ơi, tội nghiệp ghê. Xin lỗi nha, hồi nãy giờ có đau, xin lỗi nha. Nghiệp quá à. Na Na. Dạ. Về. Dạ. Con là Ngao Bính Đông Cung,
ở dưới biển đi khơi này là trấn thủ biển Đông, đâu có chọc kẹo ai đâu mà giết con tôi như vậy. Tất cả yêu ma quỷ quái thủy dương đâu, ra đây, ra đây, ra đây. Dạ. Tao lại bay ra đây cho tao hỏi. Dạ có. Thì tôi vô vương xanh cái đứa con nó bạc mày thì nó không giống chút xíu nào. Nó phải chứ mà nó đẹp cỡ như tôi thì tôi cũng mừng. Vậy cỡ con cũng đẹp bằng trai vậy chứ bộ. Nghe mày, nghe đây nè. Dạ nghe. Con tao đưa đi tuần phải không? Dạ, đấy con. Tụi bay đi theo bảo vệ con tao. Dạ, đúng rồi. Rồi tại sao mà con tao chết gặp ai, ai giết nó, ai hại nó? Nói cho rõ ràng từ đứa coi. Dạ, dạ thưa cha. Dạ, con tụi con với lại cậu đi tuần. Nhưng mà không ngờ trên con đường đi tuần tự nhiên biển động quấy hết trơn nguyên một đất vương. Cái lúc đó tao con thấy hơi chao đảo. Dạ, chao đảo. Rồi sao nữa? Rồi xong rồi cậu tức giận quá. Tụi con lên trên biển. Rồi lại một cái thằng này nè. Rồi sao? Trời ơi. Cái thằng này. Dạ cái thằng đó. Thằng đó là thằng nào? Trời ơi, cha cha. Xin lỗi. Bác Ngao. Biết tôi xấu người dân mặt là tội nặng lắm không? Đúng rồi. Ở đời đó hình dạng. Đúng. Sống phải để cho con cháu nó thương. Ê ê, cái thằng 7 tuổi tao đâu có sợ đâu. Bởi kênh nhà trà thì kệ nó. Ừ. Tao nhịn là nhịn cha nó. Bởi vậy mà gặp tao cũng khờ liền. Cái thằng A Ca này nó cũng đâu có nhịn ai đâu. Ờ sao bạn? Trời ơi, cái thằng Ngao Bính mà nó còn quánh được, có nói chi tới cái thằng Ngao Bính lắm. Vậy nó sợ tao hả? Bởi vậy nó đâu sợ bác đâu. Tao mà gặp nó là nó biết tại sao đâu. Nó ngồi kế bác. Tôi nói cho bạn nghe, cái thằng đó con. Mày đi đâu vậy? Là con nói là trưa nắng là con mệt lắm rồi đó. Mà bác để con dí theo bác là bác biết bác có cái hậu quả gì không? Trời ơi, tôi đi mây về gió mà nó đi còn lẹ hơn tôi luôn. Gì đây? Ơi, tình thương mới thương chứ. Gì đây? Bây giờ con nói bác nghe nè ha, không có gì khó khăn hết trơn á. Con á rất là thương bác. Nói chung á là cái chuyện mà hai anh em con quánh lộn á, mà con lỡ con giết các bạn Ngao Bính á, là đâu phải con muốn đâu, cái này là ông trời ông muốn. Phải không? Cho nên bây giờ đến số rồi thì bác cho bạn ấy chết đi, để sống chi bác tốn cơm bác nuôi đúng không? Giống ông nọc vô ghê. Bây giờ nè, bỏ đi cái chuyện đó, bỏ qua bên. Bây giờ hai đứa mình nói chuyện nhau chơi nè. Hai đứa mình. Bây giờ con nói bác nghe ha. Bác nghe lời con á, bác quay trở lại ải trùm đường đi. Bác nói với cha con á là không giận, không buồn, không phiền gì con hết. Rồi, bác muốn đi đâu bác đi, con cho bác đi, con không có đi theo bác nữa. Quá đơn giản. Quá đơn giản. Quá vui. Quá vui. Con tôi bị nó giết chết, nó rút gân. Tôi đi thưa, giờ nó chặn tôi lại, nó tôi quề. Quề thôi, vui vẻ đi quề. Đâu có gì đâu. Vui vẻ. Chứ mà bác không muốn quề vậy bác còn đường lựa chọn hả? Mà ý con muốn gì? Bây giờ con muốn hai đứa mình bãi đại quề. Tôi nhớ ba cha tôi chết rồi, sao cha tôi đầu thai lên đây. Tự nhiên tôi con tôi chết tôi đi thưa rồi nó bãi đại quề. Nè, không phải ta thưa mà ta thưa. Ta thưa với là thủy tộc Long Cung đâu. Ta thưa là thưa, nó tối cao hơn nữa là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Bây giờ bác vẫn nhất định bác đi thưa phải không? Tôi sao? Bây giờ bác nhất định bác không quề phải không? Quề sao được bác quề? Quề không quề phải không? Quề sao được bác quề? Mày giết con. Bây giờ có quề không? Quề sao được bác quề? Trời đất ơi, con nó sợ vậy đó mà. Sợ là có lúc sợ thôi. Bây giờ con nó chết không có sợ nữa. Con ơi. Bây giờ bác có quề không? Đó không, có quề mày.
Mày bắt buộc mày làm gì? Quầy phải không? Quầy đúng không? Gì nghe? Bù. Con của bác á, nhờ cái này nè. Nhờ đó mà mới đi sớm đó. Hả? Bác có muốn đi chung với con bác không? Là sao? Là cái này cũng đi luôn nè. Bác đúng không? Mày giúp con tao đi hả? Dạ con giúp bác luôn nè. Ê! Ai xin đời? Bây giờ có quầy không? Quầy, con có chết mà biết không? Nói nhỏ nhẹ, không bao giờ mà chịu nghe. Phải chi biết nghe lời thì đâu có phải vậy. Đứng lên. Dạ thưa cha, con nghe lời cha. Đánh con tôi rồi nó nhỏ nhẹ không nghe. Đứng lên cho tôi. Giống như tôi là con của nó, cháu nó vậy là. Bây giờ có đi về gặp cha mẹ tôi không? Gặp cho đâu gặp. Tao có thua. Tao đi về gì Long Cung. Bây giờ không có đi về Long Cung. Ủa? Trời đất ơi, con tôi chết là tôi không đi thưa, tôi bãi nại rồi, bãi nại đó, tôi quầy đó. Rồi phải cho tôi về Long Cung rồi tôi chịu. Bây giờ đó. Đi về hãy trần đường. Ôi trời, đau quá. Nói với cha mẹ con là bãi nại, không giận, không buồn, không phiền gì nữa. Có đi không? Trời, tôi nhai đầu, đằng này được không nhai đầu nữa rồi. Tự nhiên vậy nó biểu tôi làm gì? Mày đi về đi. Rồi ra đi về sao? Ê, đi. Vậy nha. Đi theo con đó nha. Quên, không được. Bác đi chậm lắm. Con đợi bác đi là cha mẹ con chờ đợi lâu lắm. À, bây giờ con nói bác nghe nè. Bác đó là rồng phải không? Ừ. Bác quá phép giỏi phải không? Sao không có? Vậy bác quá thành con rồng đi. Gì vậy? Mà không phải con rồng lớn nha. Quá làm thành gì? Con rồng nhỏ đó. Làm gì? Hay gọi là con rắn á. Mà rắn gì? Mà được. Không phải con rắn thường nha. Quá con rắn liêu điêu con mới chịu nha. Mà đứa tao quá rắn liêu chi? Để con đưa bác về gặp cha mẹ con cho lẹ. Mà đưa bằng cách nào? Thì con bỏ bác vào trong cái tay áo của con nè. Cái thân của nó kịch cộm, nó bự như vậy. Nó biểu tôi quá. Con rắn liêu điêu nhỏ nhỏ vậy nè. Nó cầm nó chơi xong nó bỏ tay áo nó đi chơi thật rồi. Bây giờ bác có quá hay không? Nè. Bây giờ mày biểu tao làm như vậy? Dạ. Nhẹ thể. Vua Long Dương mà ai làm chuyện đó không à? Không được. Được. Nếu vậy thì bác đừng trách con ác đâu. Khoan, tao suy nghĩ rồi mày. Đưa cái đó lên, nó nghe nó buồn cho gió ớt quá. Con là con, thật sự là con là chiều bác lắm rồi đó nha. Suy nghĩ đi bác. Giờ con rắn cỡ nào? Con rắn cỡ này. Rắn ở đó nó hạ chút xíu kìa hả? Dạ. Con mới cầm nói chứ. Tôi là cái vật đồ chơi của nó. Tự nhiên rồi, giờ tôi chưa kịp đi thưa mà nó bắt buộc tôi vậy. Thôi quá được đi. Rồi. Thôi được rồi, để con từ được con quá ông nội. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa Phật tổ Đâm Linh. Biến ngay điều điều chóng chóng. Hô huyết. Bác Ngao ơi. Bác Ngao đây nè. Bác Ngao à. Ơi. Bác Ngao có ngoan không? Dạ thưa con ngoan lắm. Bác Ngao ngoan nha. Theo con đi về gặp cha mẹ con nha. Đi về đãi trần đường đi, con cho bác Ngao uống sữa ha. Bác Ngao tới chưa rồi. Bác Ngao ơi. Bác Ngao ơi. Bác Ngao gì? Mày đừng có nghe vô, con mập lắm. Bác Ngao ơi. Bác Ngao chuẩn bị đi ra gặp mặt cha mẹ con nha. Tới chưa rồi, lẹ lẹ. Dạ rồi. Con mời bác Ngao nha. Bác Ngao à. Bác kìa, Ngao huynh. Ngao huynh không khỏe hả Ngao huynh? Cái gì? Ngao huynh không khỏe hay sao vậy? Bác Ngao huynh đi kỳ gì vậy? Tôi đâu có muốn đi vậy đâu. Tự nhiên là xương sống tôi nó cực gì. Sao xương sống? Mà nó gợp cực cho tôi đừng ra bỏ hỏi nữa. Chứ sao? Ngao huynh, chuyện của Ngao Bính và Na Tra xin Ngao Bính hãy bỏ qua. Bỏ qua cái gì? Cảm ơn Ngao Bính. Lý Trịnh và phu nhân này không có biết điều. Tôi hỏi nè, nếu tôi giết con của Lý Thiên Dương, Lý Trịnh và phu nhân này thì có buồn không? Tại sao con tôi chết tôi đi thưa? Nhưng mà tôi không có thưa đâu. Tôi nói tôi đi thưa vậy, tôi không có đi thưa đâu. Nó chặn được tôi lại. Xin lỗi Ngao Bính hả? Xin lỗi thì được, nói ai nói chi. Nó hành hạ tôi. Nó nói tôi với nó như bạn vậy á. Rồi nó biểu tôi bãi nại. Trời ơi, nó làm như là cái chuyện đơn giản vậy. Không thưa bãi nại. Thì thôi không thưa bãi nại cũng được đi.
thì tôi về Long Cung mới cho tôi về Long Cung chứ. Nó không kêu tôi về, nó biểu tôi về đây. À thì nói mày đi trước, tôi đi sau. Nó nói tôi đi chậm. Nó khắc cái đuôi nó bự vậy nè. Nó biểu tôi hô biến thành quá đi một xíu nè. Nó cầm cái đầu nó quắc quắc nó chơi, tôi hỏi ông còn gì xương sống tôi. Cuối cùng nó bỏ vô cái... Ê hồi nãy mày bỏ. Mày bỏ tôi nằm ở chỗ nào mà tôi thấy sao nó... Nó nghe cái kỳ của mày. Ở đây gì? Tôi gì mà nó bỏ ở chỗ này. Trời ơi. Ôi vô cùng là không thức. Tôi lại nghĩ coi. Rồi cuối cùng tôi chịu áp lực hoàn toàn là không khí trong lành. Bây giờ ra tới đây cái nó... Bác Ngao ơi, bác Ngao ra đi. Cái nó lấy, nó quăng gì tôi hỏi. Còn gì xương sống tôi. Cho dạ. Dạy con vậy hả? Dạ nó còn nhỏ tuổi, xin Ngao huynh thứ lỗi. Thứ lỗi gì? Thôi được rồi. Tôi bãi lại. Dạ, con đa tạ bác Ngao. Khoan đã. Không có lên thiên đình thưa. Được chưa? Dạ, đội ơn Ngao huynh. Rồi con tôi chết. Tại con tôi dở, con tôi ngu, con tôi chết. Không có đi thưa kiện ai nữa. Ba ngày nữa. À, đúng 3 ngày. Cái nhà tổng binh Lý Tịnh ở đây hải trần đường sẽ biến thành ra là cái chỗ công đồng nghị sự. Ngao huynh. Và cái người đến đây không ai sẽ lạ là Tứ Hải Long Vương. Ngao huynh. Đó. Mày ăn hít một mình tao. Có Tứ Hải Long Vương tao triệu tập về đây. Ngao huynh. Rồi chừng đó sẽ thân xử mày. Thấy không? Rồi sẽ hỏi tội Lý Tịnh và Lý Phu Nhân. Không Ngao huynh, Ngao sò, Ngao hến gì trơn á. Đức tình đoạn tự. Tôi kéo biệt của dê. Ngao huynh. Liệu hồn mày á. Trời ơi. Liệu hồn. Trời ơi. Ngao huynh. Bà thấy chưa. Trời ơi bà hô tu phòng bà. Rồi đây sẽ xuống ai trần. Chẳng nghe lời cha. Cha, con đã có làm gì sai đâu.
hoa ta, ta chẳng cứ tha cho đừng nhiều lời gian sinh. Thôi được, tội chết là tha, nhưng tội sống khổ tha. Vậy đâu với ông đã ra vào dòng nguyệt nga lâu. Dạ công tử vào dòng nguyệt lâu. Dạ mẹ con, mẹ để riêng gặp xã hối ăn năn tội lỗi cho đi ra y lệnh. Dạ ta nói đúng mà, con hư là tại mẹ. Ai chẳng biết rằng mẹ nào chẳng thương con, nhưng cái kiểu nuông chiều con thế này đã gây ra đại quả. Bà thử nghĩ xem, ba ngày nữa ái trần đường này tứ hộ tứ vị Long Vương, nếu mà chẳng nghe theo lời, lý tình này thay ra gánh tội cho con đi nè. Nhưng mà phụ quân ơi, cha cha là con của mình mà phụ quân. Bởi vậy, cha mẹ thương con bao la như trời biển, ta gánh tội cho con. Còn nếu không, ba tánh sinh linh ải trần đường này phải chìm trong biển nước. Lúc đó, ta đã còn đắc tội, ta với bà tội nhân thiên cổ. Bà phải nên khuyên dạy na ra sống sao thành người tốt với nhau.
thấy tâm hồn ta thích ngay. Dưới nơi đây ta đi lại cho bằng anh biết tay. Ta ngồi chút xíu mệt quá. Trời ơi, ở đây cùng bác còn đẹp hơn ở dưới biết là bao nhiêu nữa. Ở trên này còn rất dân dụng để cho ta chơi đùa nè. Đào thiếu chi đông chơi sao đêm biết sao đây cho con bồi bề. Thôi thì ta thử. Cái gì cũng lỡ phá rồi, cái gì cũng quậy rồi, thôi quậy cho tới đi. Từ từ mấy anh mấy chị đừng có làm em rối. Trời ơi, trời ơi, chết rồi. Chà, cũng nặng quá ta. Từ từ nha, từ từ nha, em đang rối nha. Yeah, đẹp dữ ha. Mắt trông thấy thật lòng ta thỏa thích. Tôi nói lòng tôi rối hết trơn hết trời. Trời ơi, giữa nơi này ta sẽ cho biết rõ tài ba. Chung quanh đây chẳng có bóng người, nếu ta bắn chắc chắn sẽ không một ai nguy hiểm. Lý nghe ra tài hùng xuất chúng, quyết không tha cho quân ác lộng hành. Hãy xem đây tài ba tam thái tử quy danh Dương Phương Tiễn. Thử liều một phát.
em tỉnh lại. Chị đừng làm em sợ mà thầy nha. Thầy nha. Trời sao dội tôi. Thế nhưng
chết bỏ một mình em đơn độc. Còn ai đâu vui đùa hãy bật qua. Trời ơi là trời, thế gian ai bao đỉnh tĩnh tâm thần. Dạ đúng không? Chưa chứ ông. Sao? Tội có người làm. Kia đi. Để tôi nói ông cả mày. Tội có người làm cha mẹ chịu. Đừng nói nhiều lời. Nếu không theo chúng ta về tận Ngọc Hoàng. Muốn chúng ta quá lục lội cho ải tràng ở trần đường thiếu điều như thế. Ông cái giận ông đâu mà ông làm tức quá. Coi chừng lên máu, coi chừng lên. Tôi thất vọng quá. Tôi mời ông xuống đây là cho ông ăn to nói lớn. Ông làm gì ông nói là nguyên cho cái câu chuyện đó là chắc ngày mai mới kết luận lại. Ông con tôi nói nè. Giận. Tôi không nói nữa. Để giới thiệu cho tổng binh Lý Định biết ai trấn thủ biển nào. Đó. Để mà tụi nó hợp lại làm một cái công đồng nghị sự. Ông trọng quá thì ông phải ăn to nói lớn. Như ta nè. Tây Hải Long Vương đích thực là ngao thượng cũng tại vì tổng binh sợ không biết tên giao tự bất biên trường thái quá thấy chưa cớ sao ông lại không nghe là tự giải thân ngàn thao ca qua là con thân bất tiêu cho kích tấu sụp thân. Trời ơi nghe hoa như xin đánh bền thời phụ nhân tôi cần tiền nhau rồi ta về trước thiên cung để thọ tổn với Ngọc Hoàng trước đó nàng ở chốn trần gian chẳng tôi bao cảm thân ý bao nàng ơi đơn giản cô thần đầy đã thành phụ nhân hãy đứng lên đi, không quỳ không có lại gì đâu, mời đứng lên một bên, đã đến giờ rồi, đây những Long Vương có mặt ở đây để phán xử cái tội này, trân trọng giới thiệu, tôi Đồng Hải Long Vương, đây Tây Hải Long Vương của Tây Hải của tôi. Tây Hải Long Vương Ngao Thuận đây Nam Hải Long Vương Ngao gì đây gọi đến đó không nói Long Vương. Bây giờ tôi hỏi một lần nữa là Na Tra đâu một câu buổi dạy nói chịu đồng Lý Tịnh này xin thay thế con thơ theo Tư Hải Lâm Dương về chịu tội. Nói cha mẹ hãy dẫn về chịu tội. Để lên trời lên trời. Nó về tới rồi. Tư Hải Lâm Dương hãy dừng tay lại. Đó. Cha đẹp có sao không? Đó. Ngào tôi. Xin đa. Này chiêu chỉ Ngọc Hoàng xuống lệnh. Đồng mẹ có phải trở về tiếng cung chịu tội ý mới sợ còn nhỏ tội luôn con hãy đi mau cha để mẹ. Cha mẹ gánh cha mẹ hãy ăn trẻ Long Vương chưa Ngao Minh chết là do
Không phải là thằng này nó nhỏ mà nó mất dạy rồi. Xin cha mẹ tha thứ tội cho con. Không biết kẻ lớn gì không cha. Chị đã để lý phiền cho thân bầu. Bác thấy là hãy làm mưa nè. Bà bị hỏi đi. Cuối đầu con Nà cha đang đứng ở đây. Thôi ông tìm tôi để làm gì? Dạ
nghe lời ông này lên đây hỏi tội. Mạnh nói rằng là người giết con của ông. Tôi vô can, xin lỗi em bé đẹp trai. Vậy mình nói cái gì đâu không biết đó. Đừng làm khổ nhiều người nữa. Tất cả mọi người đều chỉ mong Na Tra chết. Giữa nơi này, Na Tra sẽ cho tất cả mọi người hỏa giả vui mừng. Na Tra bắt cái nào đây hả anh chị? Na Tra làm điều gì? Bắt cái nào? Ba lại này con gửi đến mẹ Na Tra. Sao? Xin tha thứ. Tội Na Tra bất hiếu. Na Tra Na Tra.